Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình là bức tranh về một ông già nha các bạn. Và các bạn hãy cùng theo dõi quá trình mà mình tô màu cho bức tranh về ông già này. Đầu tiên mình sẽ tô màu cho chiếc quần của ông già này đang mặc trước nhé, bằng cái bút chì màu xanh dương này của mình. Và mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho phần kính mà ông già này đang đeo. Mình sẽ tô màu nâu cho chiếc gậy mà ông già đang cầm trên tay. Và mình sẽ sử dụng màu vàng để trang trí thêm cho chiếc áo này. Tóc của cụ già này mình sẽ tô màu và màu đen nhé. Và mình sẽ tô màu tím cho phần cái áo này mà ông già đang mặc trên người nhé.
Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Thợ Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là bức tranh về ba chữ X và chúng ta cùng nhau tô màu cho ba chữ X này nhé. Và bức tranh về cụ già này đã được mình tô màu đầu tiên mình xong. Sử dụng màu cam. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.